Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học phần cuối của bài số 3, hàm số mũ, hàm số logarit. Hôm trước các em đã học xong cái phần hàm số mũ rồi. Bây giờ chúng ta qua cái hàm số logarit. Hai nhỏ hàm số logarit, chúng ta làm bài toán tìm hiểu kiến thức mới của hàm số logarit như sau. Cho S và T là hai đại lượng liên hệ với nhau theo công thức S bằng 2 mũ T. S bằng 2 mũ T thì các em hiểu đây là một cái hàm số mũ đúng không? Bây giờ câu A này, với mỗi giá trị của T nhân trong R, tức là tập xác định của hàm số mũ là thuộc R đó, tìm được bao nhiêu giá trị tương ứng của S. Tại sao? Thì như vậy các em biết rằng là ứng với mỗi cái giá trị của T thì có một cái giá trị xác định duy nhất S thôi, do cái khái niệm hàm số mũ đúng không? Nên tức là cái câu hỏi này là câu hỏi để chúng ta nhớ lại cái khái niệm của hàm số. Thì bây giờ chúng ta làm câu một trước. Với mỗi giá trị của T nhận được trong R, ta luôn xác định được một giá trị tương ứng duy nhất S. Thì như vậy là ta sẽ được từ cái đề bài thì ta được S sẽ bằng 2 mũ T làm số mũ theo biến T. Bây giờ sang câu B này. Câu B là nói điều ngược lại các em này. Với mỗi giá trị của S thuộc cái khoảng không dương vô cực, tức là bây giờ là người ta cho S trước hỏi có bao nhiêu giá trị tương ứng của T, thì chúng ta thấy rằng là ứng với mỗi giá trị của S thuộc cái khoảng không còn vô cực. Ở đây các em lưu ý cho thầy là S bằng 2 mũ T thì S là cái hàm số mũ, cho nên là có cái tập giá trị của nó là không còn vô cực. Cho nên ở đây người ta nói là với mỗi giá trị của S thuộc khoảng không còn vô cực là như vậy. Thì có bao nhiêu giá trị tương ứng của T thì các em thấy là cũng có một giá trị duy nhất của T thế đúng không? Của T thuộc R thôi. Câu B, với mỗi giá trị S thuộc khoảng không còn vô cực, chỉ có một giá trị tương ứng duy nhất của T, đó là T sẽ bằng logarit thực cơ số 2 của S. Tức là muốn nhắc đến cái công thức này là cái công thức hàm số logarit các em thực cơ số 2. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được là hai cái khái niệm. Cái khái niệm là trên S bằng 2 mũ T là cái hàm số mũ theo biến T chúng ta đã biết rồi. Thì ở dưới này T bằng logarit thực cơ số 2 của S là hàm số logarit. T là hàm số và S là biến số. Như vậy thì chúng ta hiểu cái vấn đề câu A và câu B như vậy. Bây giờ câu C, viết công thức biểu thị T theo S và hoàn thành bảng sau. Công thức thì thầy đã biết rồi, chúng ta chỉ nói lại thì thôi. Công thức đó là T theo S, đó là T sẽ bằng logarit cơ số 2 của S, với S là dương. Như các em, S thuộc khoảng không còn vô cực đó. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái khái niệm hàm số logarit rồi. Như vậy là ở cái câu A và câu B này giúp chúng ta hiểu từ hàm số mũ chúng ta sẽ có hàm số ngược, người ta gọi là hàm số logarit, giống như là cộng thì là chúng ta sẽ có phép trừ được anh, phép nhân thì có phép chia, đó là những phép tính ngược nhau. Thì bây giờ là qua cái hàm số mũ cũng vậy, hàm số mũ S bằng 2 mũ T thì chúng ta cũng có một cái hàm số ngược, đó là T thì bằng logarit thực cơ số 2 của S. Bây giờ chúng ta tính cái bảng này thì thầy lập theo cột như sau này. S cho trước này. Cái logarit thực cơ số 2 của S thì nó sẽ đổi trong công thức đổi cơ số. Thì thầy sẽ viết lại là ln P S trên ln P 2 này các em. Tức là đây là logarit thực cơ số 2 của S đây này. Vì trong phép tính này nó cho công thức này cho nên thầy chuyển qua đây. Và các em tính được cái bảng này.
S bằng 0,125 thì chúng ta được là T sẽ bằng logarit cơ số 2 của 0,125 bằng âm 3. Bây giờ thầy dùng máy tính để thầy tính cho em một vài cái giá trị nhá. Máy tính thì khác em này. Mà trong cái bảng này thì lập thì trên cơ sở là máy tính của chương trình máy tính cho thầy rồi. Bây giờ thầy tính logarit theo cơ số 2 của S thì thầy nhập thế này. Logarit này theo cơ số 2 này của x kém nha, của x này. Thì bây giờ các em nhấn can này, các em nhập x bằng 1/8 đúng không? 1/8. Máy tính hỏi đó bằng 0,125 đó. Chúng ta tính cho tổng 3 này. Ví dụ như là qua đây cái giá trị S bằng 1/4 thì các em nhấn can tiếp, các em nhấn là 1/4, 1/4 bằng, máy tính tính ra số thập phân, nhấn bằng tiếp bằng +2 thì em, thì các em tính như vậy thì các em được bảng cho nó nhanh. Thì những giá trị khác các em tự tính nha. Rồi như vậy thì chúng ta đã lập xong cái bảng rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng công thức để chúng ta tính em, nhưng mà tuy nhiên các em tính bằng bảng thì bằng máy tính thì nó thuận lợi hơn. Bây giờ thầy tính nhẩm cho các em bằng công thức này. Logarit theo cơ số 2 của 1/8 thì bằng 8, 1/8 thì bằng 2 mũ -3 cho nên bằng -3 này. Logarit theo cơ số 2 của 1/4 tức là 2 mũ -2 này, kết quả bằng -2 này. Logarit 1/2 là 2 mũ -1 này, thì logarit theo cơ số 2 của 2 mũ -1 là bằng -1 này. Logarit cơ số 1 thì cơ số 2 của 1 thì bằng 0. Logarit cơ số 2 của 2 thì bằng 1. Logarit cơ số 2 của 4, 4 thì bằng 2 mũ 2 thì kết quả nó bằng 2 này. Bằng 2 đây này. Logarit cơ số 2 của 8, 8 thì bằng 2 mũ 3 thì kết quả nó bằng 3 này. Logarit cơ số 2 của 16, 16 thì bằng 2 mũ 4 bằng 4. Thì chúng ta tính hai cách như vậy. Một bên là thầy tính bằng máy tính, một bên là thầy tính bằng công thức cho các em. Như vậy là chúng ta hiểu cái hàm số logarit là như vậy. Bây giờ chúng ta sang mục tiếp là định nghĩa hàm số logarit. Cho một số thực dương A khác 1. Hàm số cho tương ứng với mỗi số thực dương x với số thực. Ký hiệu là logarit theo cơ số A của x được gọi là hàm số logarit theo cơ số A. Và ký hiệu là y bằng logarit theo cơ số A của x. Ở đây các em hiểu là với mỗi giá trị x dương thì luôn xác định được một giá trị duy nhất của y. Thì khi đó ta có cái công thức y bằng logarit theo cơ số a của x là một hàm số, và hàm số này gọi là hàm số logarit theo cơ số a của x. Như vậy thì các em có thêm một hàm số mới là hàm số logarit. Và các em lưu ý cho thầy, cái hàm số logarit này thì có tập xác định tức là x thì các em, x thuộc cái khoảng không còn vô cực, còn y chắc chắn là thuộc r rồi phải không em? Y thuộc r vì nó là hàm ngược của hàm số mũ được em, tức là tập xác định thì đổi cho tập giá trị và ngược lại. Như vậy thì các em lưu ý cho thầy điều này. Như vậy chúng ta có thêm một cái khái niệm tiếp, đó là hàm số logarit. Bây giờ tiếp tục bài học, chúng ta đi vẽ cái đồ thị hàm số logarit. Thì cách vẽ đồ thị hàm số logarit và cách vẽ đồ thị hàm số mũ thì cũng như nhau thôi, chứ chúng ta vẽ vài điểm để chúng ta xét cái tính liên tục. Chúng ta nối nó lại bằng những cái đường cong theo cái chiều cong của các điểm đó các em. Khám phá kiến thức thứ tư này, xét hàm số này, y bằng logarit theo cơ số của x với tập xác định d là không còn vô cực. Dĩ nhiên là cho hàm số thì chúng ta phải tìm tập xác định. Câu y là hoàn thành bảng giá trị sau. Bây giờ chúng ta thay vào đây chúng ta tính dễ thôi. Tính nhậm này, x bằng 1/2 là 2 mũ -1 này, cho nên y là bằng -1. Logarit theo cơ số 2 của 1 thì bằng 0 có sẵn. Logarit cơ số 2 của 2 thì bằng 1. Logarit cơ số 2 của 4 thì 4 thì bằng 2 mũ 2, cho nên nó bằng 2 này. Chúng ta tính nhẩm thì
Thì vậy hệ trục là trước cái đó. Câu A. Thầy vẫn biết về là logic thực cơ số 2 của x trên máy tính thì nó chỉ cho nhập là đổi sang cơ số e, tức là ln p thì bằng ln p x trên ln p 2 là kìa. Khi nãy thầy đã tính giúp em rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Trong mặt phẳng tọa độ hãy xác định các điểm của tọa độ như bảng. Thì bây giờ mình xác định tọa độ như bảng thì thầy xác định những cái tọa độ như bảng. 0,5 thì âm 1 này. 1 thì 0 này. Điểm thứ hai này. 21 này. 42 này. Như vậy xác định xong này. Làm tương tự thì lấy nhiều điểm có tọa độ là x logarit thực cơ số 2 của x với x dương và nối lại được đồ thì hàm số như hình 4 có trong sách rồi. Nhưng mà thầy làm lại cho các em thấy. Thì bây giờ thầy sẽ làm lại cho các em thấy. Lấy nhiều điểm nữa các em. Lấy nhiều điểm. Thầy cho nó chạy. Lấy thêm nhiều điểm nữa thì các em thấy nó có. Nó vẽ một cái đường theo chiều cống của các điểm đó các em. Và các em thấy khi x dần về không còn. Không còn thì nó đi dần về âm một cực. Khi chân về dương một cực thì y này nó dần về dương một cực rồi em. Nhưng mà trong cái không gian này nó hơi nhỏ, các em hiểu như thế. Và các em thấy là đây là một hàm số liên tục đúng không? Vì đồ thị của nó là một đường liên nét các em. Đường liên nét như vậy. Dĩ nhiên khi x này nằm bên trái của điểm 0 thì hàm số không xác định em, nhưng mà vì trên đồ thị thấy không hạn chế chỗ này thì để cho nó chạy. X chỉ thuộc cái khoảng không còn vô cực thực em nhé. Khi x nó chạy qua không này là nó không tồn tại hàm số đâu. Nó không tồn tại đâu. Giờ qua không thì nó mới tồn tại. Rồi chúng ta dừng lại chỗ này. Từ đồ thị này, nếu nhận xét về tính liên tục, tính đồng biến, nghịch biến, giới hạn khi chân về cộng vô cực, khi chân không cộng và tập giá trị của hàm số đã cho. Thì như vậy chúng ta trả lời từ ý 1. Hai ý này. Tính liên tục, thì chúng ta xét là hàm số sẽ liên tục trên cái khoảng không cộng vô cực đúng không? Các em nhìn vào đồ thị thì các em thấy thôi. Vì đồ thị nó phản ánh tính chất của hàm số các em. Cho nên các em vẽ được đồ thị thì các em sẽ nêu được tính chất liên tục xong rồi. Hàm số này hàm số đồng biến đúng không? Vì khi x tăng thì y nó tăng, hay nói cách khác là đi từ trái sang phải. Từ không đến cộng vô cực thì đồ thị đi từ dưới lên trên. Người ta gọi là hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến trên khoảng không cộng vô cực. Nghịch biến không có rồi. Giới hạn khi chân về dương vô cực, khi chân về dương vô cực với chiều này các em. Thì y nó dần về dương vô cực em, vì nó càng ngày càng lên cao đúng không? Giới hạn lim của logarit theo cơ số 2 của x khi chân về dương vô cực là bằng dương vô cực, còn khi x chân về không em, khi chân về không cộng em nhá, bên phải không thì f nó dần về âm vô cực em. Dần về âm vô cực. Cái chỗ này nó đi rất là nhanh. Các em thấy nhanh không? Cái đường thẳng là đường thẳng x bằng 0, tức là trục tung đó. Và cái đồ thị này đi về âm vô cực thì nó gần nhau, chứ không bao giờ trùng nhau cả. Cho nên sau này các em sẽ hiểu, người ta gọi là đường thẳng x bằng 0 này là tiềm cận đứng của cái đồ thị hàm số y bằng logarit thực cơ số 2 của x. Chỗ này lên lớp 12 các em biết. Rồi, lim của logarit thực cơ số 2 của x khi chân không cộng thì bằng âm vô cực. Các em không cần chứng minh mà các em nhìn đến đồ thị các em phát hiện được điều đó thôi. Còn tập giá trị của nó, tức là muốn nói đến cái logarit thực cơ số 2 của x thì các em này, nó đi từ âm vô cực đến dương vô cực, tức là tập giá trị là r. Vì là chúng ta để hiểu cái đồ thị hàm số logarit như vậy.
Rồi bây giờ chúng ta đi lập bảng giá trị vẽ đồ thị hàm số y bằng lô đến cơ số 1/2 của x. Thì cách làm như vậy thôi, chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta cho một vài giá trị của x là 0,5124 thì lô đến theo cơ số 1/2 của x, mà x thì bằng 0,5 tức là bằng 1/2 đấy các em, thì kết quả bằng 1. Logit theo cơ số 1/2 của 1 thì bằng 0. Logit theo cơ số 2 của 2. Logit cơ số 2 của 2. 2 thì các em biết rằng là 1/2 mũ -1 cho nên nó bằng -1. Logit theo cơ số 1/2 của 4, 4 các em biết 1/2 mũ -2 thì nó bằng -2 đấy. Thế thì nhầm cũng được. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vẽ các điểm nào, vẽ các điểm. Các em thấy cái chiều của nó thế này, này. Điểm này này, 0,51 này, 10 này, 2 -1 này, 4 -2 chiều cong này. Thầy lấy cái điểm bất kỳ thế này, em. Nó đi qua điểm thứ nhất, đi qua điểm thứ hai, đi qua điểm thứ ba, qua điểm thứ tư và nó đi lên dương vô cực này. Khi nằm bên trái không cũng xác định em nhé. Và đồ thị của nó là một cái đường liền nét, thì hàm số liên tục đó các em. Các em nhìn vào đây thì các em thấy đây là hàm số đồng biến hay nghịch biến, hàm số nghịch biến đúng không? X tăng thì y giảm hay là cái khác. Đồ thị đi từ trái sang phải, từ điểm không đến cong vô cực thì đồ thị đi xuống đó các em. Phía bên trái không hàm số không xác định, y dương xác định. Rồi mình dừng đi. Bây giờ mình trả lời các câu hỏi bình thường, hàm số liên tục trên khoảng không cong vô cực. Tính đồng biến, nghịch biến, ở đây là hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến trên khoảng không cong vô cực, giới hạn. Chúng ta nhìn vào đồ thị để chúng ta nói giới hạn các em. Giới hạn thứ nhất là khi x dần về không cong, về không cong là về đây em, thì y nó dần về dương vô cực được em. Mà khi x dần về dương vô cực thì y nó dần về âm vô cực, fx nó đi về chiều âm. Và tập giá trị cũng là R. Như vậy chúng ta đã hiểu được cái hàm số logit và chúng ta đã vẽ được hai cái dạng đồ thị. Hàm số logit đó là cơ số lớn hơn 1, nó đại diện là cơ số 2. Cơ số lớn hơn không nhỏ hơn 1, đó là cơ số 1/2. Vậy từ đây chúng ta tổng kết lại một tí. Đây là đồ thị hàm số logit theo cơ số A của x với A lớn 1 này. Bên phải là đồ thị của hàm số logit theo cơ số A của x với A lớn không nhỏ hơn 1 này. Một bên là đồng biến, bên nghịch biến. Bây giờ thầy cho các em thấy một vài cái quy tích để các em thấy. Cái quy tích của nó đó là vài dạng. Ở đây là có 5 cái đồ thị của các em. Nó đi chỗ này. Ở bên này cũng vậy. Thì cũng cho các em thấy 5 dạng cái đồ thị tùy theo cơ số các em nhé. Mà các em muốn thấy như thế. Thì bây giờ mình sẽ đi nếu cái tính chất của đồ thị. Từ tính chất đồ thị này thì các em cũng là suy ra được tính chất của hàm số đúng không? Tính chất hàm số. Bây giờ cái chung này. Chung của hai cái hàm số về cơ số A lớn 1 và cơ số A lớn không nhỏ 1 là có tập xác định đều là khoảng không cong vô cực. Thứ hai là hàm số liên tục trên khoảng không cong vô cực đúng không? Hàm số liên tục thì đồ thị của nó là đường liên nét. Thứ ba là tập giá trị của hàm số này đều là R cả. Tập giá trị là muốn nói những cái giá trị y thuộc cái trục tung các em nhé, từ âm một cái biến dương vô cực. Và đồ thị thì luôn đi qua hai điểm 10, các em thấy này, đi qua điểm 10 này và đi qua điểm A1. Khi nào các em cũng lưu ý chỗ này. Và đồ thị luôn nằm bên phải trục tung. Vì sao nó nằm bên phải trục tung các em nhỉ? Là vì tập xác định của nó là không cong vô cực, cho nên đồ thị nó nằm bên phải trục tung. Hai cái
hàm số tương ứng với hai đồ thị có những cái tính chất của hàm số như thế. Tức là từ đồ thị hàm số chúng ta sẽ xác định được tính chất của hàm số. Và dĩ nhiên trong này chúng ta cũng nói qua một vài cái tính chất của đồ thị nữa, vâng. Hai ý dưới này là tính chất của đồ thị. Còn ba cái mệnh đề phía trên tính chất của hàm số. Bây giờ riêng thì nó có cái đặc điểm riêng. Riêng hàm số đồng biến trên khoảng không bằng một cực là ở đồ thị ở bên trái các em này. Riêng thứ hai này là giới hạn như chúng ta đã biết rồi. Lim của lô điện theo cơ số A của X với A lớn 1 là bằng dương vô cực khi dần về dương vô cực và bằng âm vô cực khi dần về không còn. Tính chất riêng của cái hàm số lô điện cơ số A lớn 1. Bây giờ tính chất riêng của hàm số lô điện theo cơ số A lớn 0 nhỏ 1, hàm số nghịch biến trên tập xác định. Còn giới hạn khi x dần về không còn thì nó bằng dương vô cực, khi x dần về dương vô cực thì nó sẽ bằng âm vô cực, đồ thị đi xuống. Như vậy là chúng ta hiểu hàm số logarit và hiểu cái dạng tổng quát của hàm đồ thị hàm số logarit, để từ đó chúng ta hiểu cái tính chất của hàm số logarit. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang phần thực hành. Trên cùng một hệ trục tọa độ vẽ đồ thị các hàm số y bằng logarit theo cơ số 3 của x và y bằng logarit theo cơ số 1/3 của x. Như vậy là hai hàm số này là cơ số là hai số nghịch đạo của nhau, đúng không? Thì đầu tiên mình vẽ hệ trục đã. Bây giờ mình đi vẽ cái đồ thị hàm số y bằng logarit theo cơ số 3 của x. Thì các em cũng cho vài điểm thôi. Thì cho một số điểm đây các em. Cách cho thì các em thử tính một tí nha. Bây giờ tiếp các em này. Thầy tính nhậm cho các em thấy này. X đầu tiên thầy cho bằng 1/3. 1/3 thì được là logarit cơ số 3 của 1/3, tức là bằng logarit cơ số 3 của 3 mũ âm 1 thì nó bằng âm 1. Logarit theo cơ số 3 của 1 thì bằng 0. Logarit theo cơ số 3 của 3 thì bằng 1. Logarit theo cơ số 3 của 9 thì bằng 3 bên phương cho nên bằng 2. Thì mình vẽ những cái điểm này ra. 1/3 âm 1, 1, 0, 3, 1, 2, 9. Sau đó kém vẽ nó ra, kém nổi theo cái chiều đó. Như chúng ta đã nói cái đồ thị tổng quát. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang y bằng logarit theo cơ số 1/3 của x. Thì thầy ở đây thầy cũng viết theo cái kiểu đổi cơ số sang cơ số e kém nhé. X bằng 1/3. 1/3 thì logarit theo cơ số 1/3 của 1/3 thì bằng 1. Logarit cơ số 3 1/3 của 1 thì bằng 0. Logarit cơ số 1/3 của 3 các em viết thành 1/3 mũ âm 1 thì nó bằng âm 1. Logarit theo cơ số 1/3 của 9 các em viết là bằng 1/3 mũ âm 2 thì kết quả bằng âm 2. Bây giờ mình chấm các điểm lên. Đó, chấm một điểm mình đi qua điểm này là thành 1. Đi qua đây, qua đây. Vẽ ra. Các em thấy hai đồ thị này có cái đặc điểm riêng em. Hai đồ thị này nó đối xứng với nhau qua trục khoanh, đúng không? Đối xứng với nhau qua trục khoanh. Như vậy các em thấy rằng này, hai cái đồ thị hàm số logarit mà có cơ số là cả cái số nghịch đạo của nhau thì đồ thị của nó luôn đối xứng qua trục khoanh. Còn đối với đồ thị hàm số mũ thì sao các em nhỉ? Cơ số nghịch đạo của nhau thì đồ thị của chúng sẽ đối xứng với nhau qua trục túng. Như vậy chúng ta kết thúc phần này nha. Bây giờ tiếp tục chúng ta đi so sánh các cặp số. Như vậy là đi so sánh. Thì bây giờ để so sánh thì các em cần phải lưu ý điều gì? Để so sánh các logarit thì các em phải đưa nó về cùng cơ số, đúng không? Phải đưa về cùng cơ số. Khi có cơ số rồi thì các em sẽ xác định cái hàm số logarit ứng với cơ số đó đồng biến hay nghịch biến, để chúng ta xác định được đối số lớn hoặc là bé. Bây giờ thầy nhắc lại cho các em chỗ này.
nếu cơ số A lớn 1 và x lớn y lớn 0 thì chúng ta cũng suy ra là logit cơ số A của x sẽ lớn hơn logit cơ số A của y. Đây là cho tính đồng biến, đúng không? Tương tự như vậy, nếu cơ số A lớn 0 nhỏ 1 và x lớn y lớn 0 thì ứng với hàm số logit là hàm số nghịch biến. Cho nên chúng ta sẽ có cái chiều bất phương trình thế này nó ngược lại. Chiều của bất đẳng thức nó ngược lại. Đó, ngược lại ngay đó. Đây gọi là bất đẳng thức cũng được, mà bất phương trình cũng được, không sao cả. Như vậy là các em thấy này, các em để ý này, cơ số A lớn 1 này, mà x lớn y này, thì cái chiều của cái giá trị hàm số logit là cùng chiều với cái chiều bất đẳng thức x lớn y. Nhưng mà với cơ số A lớn 0 nhỏ 1 thì cái chiều x lớn y thì qua cái chiều của logit là nó ngược lại. Để dấu lớn thì qua để dấu nhỏ. Các em lưu ý điều này để các em làm bài tập. Thì bây giờ dựa vào kiến thức này chúng ta làm thôi. Câu A. Đầu tiên các em thấy là 1 phần 2 là lớn 0 nhỏ 1 là rơi vào dòng thứ hai này, đúng không? Tiếp tục là các em thấy là 4,8 thì nhỏ hơn 5,2. Như vậy là cái chiều logit sẽ ngược chiều với cái chiều của 4,8 nhỏ hơn 5,2, tức là lớn hơn được cái. Như vậy chúng ta xác định xong rồi. Chúng ta so sánh được rồi đó. Xong câu A, bây giờ chúng ta sang câu B. Câu B thì chúng ta phải viết đưa về cùng cơ số đã. Phải đưa về cùng cơ số. Phải đưa về cùng cơ số mới so sánh được em. Ở đây có cơ số là căn bậc 2 của 5 này và cơ số 5. Thì chúng ta cơ số căn bậc 2 của 5 thì chúng ta viết lại là 5 mũ 1/2. 1/2 chúng ta đưa ra ngoài thì chúng ta được 1 trên 1/2, tức là bằng 2. Logit cơ số căn bậc 2 của 5 của 2 viết lại bằng 2 nhân logit cơ số 5 của 2. 2 này chúng ta đưa vào trong biểu thức dưới dấu logit thì được 2 mũ 2 là 4 các em. Bốn. Rồi, như vậy là chúng ta đưa về cùng cơ số 5 rồi đó. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta nói là cơ số 5 là thế nào các em? Lớn 1 đúng không? Cơ số 5 lớn 1. Và dĩ nhiên là 4 thì chắc chắn lớn hơn 2 nhân với căn bậc 2 của 2 rồi. Thì cái chiều của logit trong trường hợp này là phải cùng chiều với cái chiều bất đẳng thức 4 lớn căn 2 nhân căn bậc 2 của 2. Nó cùng chiều. Như vậy chúng ta so sánh xong. Bây giờ sang câu C. Câu C chúng ta có hai cách đổi cơ số. Một là chúng ta đổi về cơ số 2. Hai là chúng ta đổi về cơ số 1/2. Đều được cả. Thì tùy các em biến đổi chỗ này. Vậy chúng ta có cái so sánh logit theo cơ số căn bậc 2 của 5 của 2 thì lớn logit cơ số 5 của 2 nhân với căn bậc 2 của 2. Bây giờ sang câu C. Thầy sẽ biến đổi như sau. Trừ logit theo cơ số 1/4 của 2. Thầy đưa về cơ số 1/2 các em. 1/4 thì là bằng 1/2 tất cả mũ 2. Số 2 là số mũ của 1/2 này chúng ta đưa ra ngoài thì là bằng trừ của 1 trên 2, đúng không? Dấu trừ là dấu trừ của phép tính đó. Bằng trừ 1/2 nhân logit cơ số 1/2 của 2. Các em phải đưa gì các em? Đưa trừ 1/2 này vào mũ của 2 trong này. Thì khi đó các em mới so sánh được. Thì bằng logit theo cơ số 1/2. 2 mà mũ trừ 1/2 thì bằng 1 trên căn bậc 2 của 2. Như vậy các em đưa về cùng cơ số 1/2 đây này. Như vậy bây giờ chúng ta so sánh gì các em nè? So sánh logit cơ số 1/2 của 0,4 và logit cơ số 1/2 của 1 trên căn bậc 2 của 2.
Tức là nói cho chính xác ra là chúng ta đi xét cái hàm số logarit theo cơ số 1 phần 2 của x chẳng hạn. 1 phần 2 này thì lớn không nhỏ hơn 1. Chúng ta chỉ so sánh hai cái số là 1 trên căn bậc 2 của 2 và 0,4, số nào lớn hơn để chúng ta xác định là thôi. Thì trước hết là 1 phần 2 thì lớn không nhỏ hơn 1. Và 1 trên căn bậc 2 của 2 thì các em để ý cho thầy là lớn hơn 0,4. Chỗ này các em thực hiện mà tính ra thì các em sẽ thấy ngay nhé. Thầy thực hiện một tính lại cho các thầy này. Xóa này. 1 này. Chia cho căn bậc 2 của 2 này. Bằng này. 0,7. Em thấy không? Nhiều khi các em không thực hiện một tính này, các em viết chiều ngược lại đấy. Như vậy thì bây giờ cái chiều của logarit là nó ngược chiều với cái chiều của cái bất đẳng thức sau này các em nó ngược chiều đó. Như vậy chúng ta so sánh xong rồi thì bây giờ chúng ta trả lại cái so sánh của hai cái giá trị ban đầu. Vậy trừ logarit cơ số 1/4 của 2 sẽ nhỏ hơn logarit cơ số 1/2 của 0,4. Như vậy là chúng ta hoàn thành so sánh dựa vào tính chất gì các đồng biến và nghịch biến của hàm số logarit. Như vậy là khi so sánh thì các em nhớ là dựa vào tính chất đồng biến và nghịch biến nha. Ở đây có thêm một cái dạng so sánh nữa, nhưng mà sách giáo khoa chỉ dừng ở đây cho nên thầy chỉ nói phần này thôi. Bây giờ chúng ta làm một bài tập thực hành. Các em biết rằng là cái cường độ âm được tính bằng decibel đúng không? Thì ở lớp 6 các em cũng đã biết rồi. Mức cường độ âm được tính theo công thức như ở ví dụ 6. Ví dụ 6 này, trong âm học mức cường độ âm được tính theo công thức L. L là cường độ âm. Người ta đã tính toán ra bằng công thức là 10 nhân log của Y trên Y0. Tính đơn vị decibel. Decibel là đơn vị mức cường độ âm, đọc là decibel. Trong đó Y là cường độ âm tính theo watt trên mét vuông. Watt trên mét vuông. Lớp 10 có nói điều này không nhỉ? Cường độ. Nói đến cường độ âm thì viết bằng watt trên mét vuông. Đó là đơn vị các em. Y không. Y không là 10 mũ trừ 12. Watt trên mét vuông là cường độ âm chuẩn. Tức là cường độ âm thấp nhất mà tai người bình thường nghe được. Tức là nghe thì thầm được các em hay nói thầm. Thì thầm mà các em nói nhỏ quá không nghe được thì nó chưa ở mức này. Mà khi nào nghe được thì nó nằm ở mức này. Thì chúng ta hiểu như thế. Bây giờ câu A. Tiếng thì thầm có cường độ Y bằng 10 mũ trừ 10 watt trên mét vuông. Thì có mức cường độ âm bằng bao nhiêu? Thì các em thay vào trong công thức L này các em này. Thì các em sẽ tính được thôi. Bây giờ mình làm câu thứ nhất trước. Mức cường độ âm của tiếng thì thầm là L sẽ bằng 10 nhân log của Y trên Y0. Các em thay Y bằng 10 mũ trừ 10 vào. Còn Y0 này thì các em thay là 10 mũ trừ 12. Thì bằng 10 nhân log của 10 mũ trừ 10 trên 10 mũ trừ 12. Cái tính này nó dễ thôi. Bằng 10 nhân với log của 10 mũ 2. 20 decibel này này. Đó là tiếng thì thầm là 20 decibel. Như vậy có ai xong nữa. Vậy thầy kết luận chỗ này thầy. Vậy tiếng thì thầm có mức cường độ âm là bằng 20 decibel. Bây giờ sang câu B. Bây giờ chúng ta làm câu B. Để nghe trong thời gian dài mà không gây hại cho tai nghe. Tức là chúng ta hay nói chuyện bình thường. Chúng ta nghe rất là dễ chịu đúng không nào? Nhưng mà nếu có âm thanh nó to thì chúng ta nghe dài thì chúng ta cảm thấy nhức đầu. Thì muốn nói như vậy. Âm thanh phải có cường độ không vượt quá 100.000 lần cường độ của tiếng thì thầm. Cường độ là nói đến ý đấy các em. Âm thanh không gây hại cho tai nghe. Khi nghe trong thời gian dài phải nằm ở mức cường độ âm như thế nào? Câu B. Ta có ý sẽ bằng 100.000 nhân với 10 mũ âm 10. Mà cường độ âm luôn nó nhỏ hơn nó bằng cái số này các em nhé. Thì bây giờ mình viết ra là
100.000 thì bằng 10 mũ 5 nhân 10 mũ âm 10 thì kết quả là bằng 10 mũ âm 5. Quạt trên mét vuông. Như vậy là cái cường độ âm y của mình là nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ âm 5. Để âm thanh không gây hại cho tai thì âm thanh phải có cường độ âm không vượt quá 10 mũ âm 5. Như vậy là mình thể hiện là không vượt quá. Thì mức cường độ âm nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng các em. L sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10 nhân với logarit thừa cơ số 10 các em, đó là log đó. 10 mũ âm 5 trên như 10 mũ âm 12 sẽ theo cái chiều của bật bản thức chiều và tính đồng biến của cơ số 10 các em nhé. Đúng ra là chúng ta phải viết thế này này. Y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ âm 5. Sau đó chúng ta mới dẫn đến cái điều này. Thôi, chúng ta viết ngay đi. Bằng 10 nhân với log của 10 mũ 7. Như vậy chúng ta được là 10 nhân với 7 là bằng 70 dB. Như vậy là chúng ta kết thúc. Vì âm thanh không gây hại cho tai nghe trong thời gian dài phải mức cường độ âm không vượt quá 70 dB, tức là từ 70 dB cho đến là 20 dB thì tai người nghe rất bình thường. Dĩ nhiên là đây không nói đến cái mức thấp nhất mà nói đến mức cao nhất thôi, nhưng cho nên mình chỉ nói đến là không vượt quá 70 dB là được. Như vậy là bài học đến đây là kết thúc các em. Hôm sau chúng ta tiếp tục sửa bài tập sách giáo khoa. Các em nhớ đăng ký bấm chuông để chúng ta theo dõi bài học. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.